How are you? Ok, xin chào bạn. Các bạn đã luyện tập xong phần bài học của buổi trước của chúng ta, phần dịch chưa nào? Các bạn có câu hỏi gì không? Nếu như bạn có câu hỏi gì thì hãy email về cho Hana để Hana có thể trả lời các bạn nhé. Còn hôm nay thì chúng ta tiếp tục học sâu bài đó bằng cách Hana sẽ đưa ra câu tiếng Việt cho các bạn và các bạn sẽ phải luyện tập trả lời. Và đương nhiên bằng cách này chúng ta có thể ôn một lần nữa, ôn lại tất cả cấu trúc của chúng ta và ôn lại sự và chúng ta luyện tập phản xạ, đúng không nào? Ok, remember I'm gonna give you a Vietnamese sentence and then you will translate it into English right away, okay? So, are you ready? Remember to stand up, okay? Remember to stand up. Nhớ là phải đứng lên nhá. Alright. Or you can shake your body. Rồi, bắt đầu nào. Chào buổi sáng quý cô. Good morning, ma'am. Tôi có thể giúp gì cho quý cô? What can I help you? Tôi muốn mua một đôi giày cao gót. I want to buy a pair of high heels. Xin mời đi theo tôi. Please follow me. Cô thích chất liệu gì? What material do you like? Cái gì cũng được. Whatever. Tôi không quan trọng điều đó lắm. It doesn't really matter to me. Ok, hãy để tôi tìm cho cô một vài đôi. Okay, let me fetch you some pairs. Cô nghĩ gì về đôi giày này? What do you think about this pair? Chúng được làm từ chất liệu gì đây? What are they made of? Chúng được làm từ da cao cấp. They're made of premium leather. Chúng rất bền. They last long or they are very strong. Oh, tôi thích chất liệu của chúng. Oh, I like their material. Chúng được sản xuất hay chúng được làm từ đâu? Where are they made? Oh, Mỹ. In America or in the US? Cô biết đấy, giày Mỹ thường không có hoa lá cành, nhưng chất lượng thì lại rất tốt. You know, American shoes are not colorful, but the quality is so good. Trông khá chắc chắn, nhưng tôi nghĩ rằng chúng hơi cao với tôi. They look quite strong, but I think that they are a bit high for me. Cô có đôi nào thấp hơn không? Do you have any lower pair? Oh, vâng, đây rồi. Oh, here they are. Tôi không thích màu nâu lắm. I don't like brown very much. Cô có thể lấy cho tôi đôi màu khác được không? Can you get me a different color? Okay. Vâng, chắc chắn rồi. Chúng tôi có màu đỏ, màu đen, màu vàng cam. Yes, sure. We have red, black and orange.
Cô thích màu gì? Which color do you like? Tôi vẫn thường đi tông màu sáng. I usually wear bright colors. Xem nào, màu đỏ đi. Let's say red. Vâng, thưa cô, của cô đây. Yes, ma'am. Here you are. Để tôi giúp cô đi chúng vào. Let me help you wear them. Trông chúng rất hợp với chiếc quần màu chiếc quần Âu của cô đó. They look great with your pants. Cảm ơn cô. Thank you. Chúng thế nào? Có vừa với cô không? How are they? Do they fit you? Tôi sợ rằng nó hơi chật. I'm afraid they are a bit tight. Cô có thể lấy cho tôi đôi to hơn được không? Can you get me a bigger pair? Đôi cô đang đi đó là cỡ gì? What size are you wearing? 35. 35. Chắc chắn cô cần cỡ 36. You must need 36. Đúng rồi, tôi thường đi cỡ 36. That's right. I usually wear 36. Chúng ở đâu đó quanh đây thôi. They're here somewhere. À kia, chúng đằng kia rồi. Oh, they're over there. Để tôi lấy cho cô. Let me get them for you. Của cô đây. Here you are. Cảm ơn cô, để tôi thử chúng xem. Thank you. Let me try them on. Cô có thích nó không? Do you like them? Ồ, chúng rất vừa với tôi. Oh, they fit me very well. Đúng thế. À, đúng thế, rõ ràng trông chúng rất hợp với cô. That's right. They look definitely hay là they obviously look great on you. Hoặc là they obviously suit you. Cô hoàn toàn có thể khoe đôi bản chân rất đáng yêu của cô đấy. You completely can show off your lovely feet. Thật thế ư? Really? Vâng, đúng vậy. Cô sẽ mua chúng chứ? Yes, that's right. Will you take them? Oh, đúng vậy. Oh, yes. Nhân tiện, chúng giá bao nhiêu? By the way, how much are they? Chúng giá 300 đô, thưa quý cô. They cost $300, ma'am. Gì cơ, 300 đô á? What? $300? Nó thực sự quá đắt. They're too expensive. Cô nói đúng. You're right.
Nhưng nếu cô có thẻ thành viên, chúng ta có thể chiết khấu cho cô 20%. But if you have the membership card, we can give you a discount of 20%. Như vậy nó chỉ còn giá 240 đô mà thôi. So it is $240 now. Giá đó có vẻ hợp lý hơn, mặc dù vẫn đắt. That is more reasonable. It is still expensive for me though. Nhưng không sao, tôi biết tôi lúc nào cũng đi chúng. But it's okay. I know I will wear them all the time. Đây là thẻ thành viên của tôi. This is my membership card. Cảm ơn cô muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt? Thank you. Do you want to pay by cash or credit card? Tiền mặt của cô đây. Cash, here you are. Ok, giờ như vậy là chúng ta đã xong bài của chúng ta ngày hôm nay. Và các bạn nhớ là hãy tua đi tua lại bài học này để chúng ta có thể phản xạ thật là thành thục, được không nào? Đừng chỉ có học bài học này một lần, hãy học nó thật nhiều lần. Chừng nào mà bạn thấy là phản xạ của bạn thực sự ổn rồi thì mới chuyển sang bài học tiếp theo. Ok, chúng ta sẽ có 2 ngày học để chúng ta luyện tập bài học này thật là thành thục. Okay, so that's all for today, everyone. So I'll see you in the next video.